Xin chào các bạn, xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc nhé. Và bây giờ là hôm nay mình lắp một cái bình Azitone mới này. Hôm nay mình sẽ phá và đập hộp cái bình này để lắp cho khách này. Các bạn, đây mình sẽ thay sửa cái bình này, tháo cái bình cũ này xuống và thay cái bình mới. Cái bình này hiện tại nó bị đứt còng rồi. Đấy, thì mình sẽ xả toàn bộ nước. Thì cái này là xác định là nó cũng xả cả trên tét, sửa cả test về cái đường một chiều của nó luôn. Thì là mình sẽ xả nước và để giờ mình đập hộp cái bình mới. Đập cái bình mới các bạn. Đấy, đập hộp đấy. Đập hộp luôn. Rồi. Đấy, cái bình này là mình đang bán và lắp đặt với giá là 2,2 triệu, 2,2 triệu cả công lắp đặt. Bởi vì bình này nó bé, bình này bình 15 lít thôi, thì nó là bình bé. Đây nó có một cái hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Đấy, thì mình sẽ phổ biến sau, phổ cách sau thì các bạn nhớ chú ý cất kỹ cái này. Đấy, thì mình bán cho khách mà thì cái này nó nhỏ bé thì mình 2,2 triệu cả công lắp đặt luôn. Thì ở đây nó sẽ có cái tai treo. Đấy, bây giờ nó ai máy nào cũng dùng cái tai này, không biết là cái bình Azitone cũ kia có cái tai như thế này không. Đấy, mình, rất có thể là nó là hai cái đinh ốc chứ chắc là cái này, nhưng mà thì ta cứ đặt vào đây, nếu như nó có sẵn rồi, nó có cũ rồi thì cái mới này chúng ta có thể giữ lại. Đấy, đây là cái van một chiều. Đấy, van một chiều đi kèm theo mình của máy. Nếu chúng ta thấy cái van một chiều của khách còn dùng được thì chúng ta có thể giữ lại hoặc là phải thay mới cho khách luôn. Đây là họ tặng ta một đôi con đinh vít này, con đinh này để xuyên vào đây, xuyên vào đây gọi, xuyên đúng vào đây luôn. Đấy, thì đấy là cái linh kiện kèm theo. Thì như vậy là gần như là hết linh kiện kèm theo rồi, thì nó sẽ đi đến nhân vật chính chúng ta. Cái bình này nó sẽ có cái bình này đây nhá. Thì ta sẽ thấy là mình khó khăn quá, mình sẽ bê nó ra nhé. Đây là nhân vật chính đây. À, chính này. Đây. Đấy thì mình làm hôm nay là các bạn lần sau có thế mà này. Đấy. Dạ. Đấy. Điện này. Đấy. Gia đình hay bán cái vỏ đi lắm nhé, nhưng mình khuyên cáo là trong vòng 1 tháng đầu thì không nên bán cái vỏ giấy đi, nên bán đi nhé, trong vòng 1 tháng đầu. Đấy. Thì đây là cái bình của chúng ta, review các bạn thấy. Đấy, có nhìn thấy không nhỉ? Mình quay. Azitone 15 lít vuông, bình này 15 lít rất là nhỏ gọn. Cái này nó có chế độ này, mắc này, vạch mắc này, và nó sẽ vặn về min là thấp nhất. Đấy, thường nó sẽ để chế độ trung bình, chế độ trung bình. Đấy, chế độ trung bình nhé. Thì cái này nó hướng nó dùng cho khách thì nó sẽ thấy là giống như cái bình khác thì sẽ có lạnh và nóng, lạnh xanh, nóng đỏ. Đây là cản chống bụi. Cản chống bụi chúng ta sẽ tháo nóng ra, thao lỏng ra để tí chúng ta dễ thao tác, chúng ta làm mình. Chúng ta sẽ từ ngày mua, chúng ta sẽ tính từ ngày mua, bảo hành từ ngày mua nhé các bạn. Bảo hành từ ngày mua ta sẽ đánh vào đây, đánh tích vào đây này. Và này, đấy thì tí mình sẽ làm cái cách thôi. Đây là giới thiệu qua các bạn biết rồi. Tính từ ngày mua bảo hành, bảo hành từ ngày mua đấy. Rồi mình sẽ, đây là mình review vậy. Có thể là mình sẽ không quay cái nắp đặt này được, bởi vì là nó đơn giản thôi, nó chỉ là tháo xuống thôi. Cứ vặn hết cái này ra và tháo xuống, tháo cái cũ xuống và đưa cái mới lên thôi. Nó không có gì cả.
ở đây là đường điện, các bạn phải đảm bảo là điện đã được tắt nhá. Đấy, các bạn phải đảm bảo là đường điện đã được tắt. Ừ, rút hết rồi các bạn. Đó. Nước ở trên tép đang chảy mà, cho nên nó sẽ khá là mạnh. Cái van một chiều này khá là chặt, van một chiều này khá mới, cho nên đã được thay sửa rồi. Đã từng được thay sửa. Được quá. Ai gọi điện là mình nhỉ? Thì ngược mãi mình mới tháo được cái này các bạn ạ. Đó là cái van một chiều, các bạn nhớ là phải tháo van một chiều thì mới có thể để nước ở trong cái bình cũ nó ra hết rồi. Nhớ tháo van một chiều nhé. Ông của ông khóa nước, sang nước cũng phóng mạnh như này. Chắc là trên test. Nước trên test. Đấy, các bạn thấy không, đây là mình đang bây giờ đang quay cho các bạn xem. Đây là một cái như cái hình phễu này. Đấy, đây là cái van một chiều các bạn ạ. Đây này, đầu này, đầu trên nước rót xuống này. Đấy, nước sẽ rót, nước sẽ đi từ đây xuống theo van một chiều này, mũi tên van một chiều này. Thì mình sẽ câu cái mục đích của nó. Cái mục đích của nó đấy là đây là nước từ trên tét đi xuống dưới và đi xuống dưới nhà tắm. Thế nhưng mà lại phải có cái đường này là mình câu thẳng đường nước máy đi vào đây và đi xuống nhà tắm. Thì để cho cái nước ở dưới tắm ấy nó khỏe, cái áp lực của cái bát sen tắm nó sẽ khỏe. Hiện tại là họ chưa có đường nước máy trực tiếp ở kia đi vào thẳng bát sen, thẳng vòi sen, thẳng bình nóng lạnh. Thì hiếm ra đi qua bình nóng lạnh nữa thì nó rất là yếu. Thì họ là muốn có một cái này. Có cái này để đi vào cái nắp bình nóng lạnh ấy thì cái nước máy nó truyền qua đây, nó đi xuống dưới nó sẽ rất là khỏe. Và nó không đi ngược lên được, và không đi trào ngược lên test được, bởi vì nó có van một chiều này. Đấy, và tại sao các bạn sẽ thấy là tại sao phải làm cái hình phễu này mà lại không làm luôn cái cút 48. Không làm luôn cái cút 48 luôn. Không làm luôn là cái van một chiều 48 luôn. Không làm luôn cái van một chiều 48 luôn mà họ hay làm cái kiểu này là tại vì là mua cái van một chiều bốn của cái cỡ ống 48 nó rất là đắt, nó đắt gấp 3 lần cái này, nên cái này nó rẻ hơn thì là phải tu nhỏ này, nên chỉ là như vậy thôi. Đấy, để chốt cái nắp bình ống lạnh kia, bây giờ mình sẽ trèo lên nóc nhà mình thi công cái này. Đây các bạn ạ, đấy mình đang xả nước đây mà mãi không thấy hết các bạn ạ, mãi mà không thấy hết đây này, đây này nên nước mình cắt này mà nó lại thế này ấy. Đợi thì ấy là chết rồi, bán ướt hết cái kia rồi. Nào bỏ cố gắng giữ cho cô thôi được, thằng nào cũng phải nâu. Thế khổ thế. Khổ chưa các bạn thấy, bực chưa? Mãi không hết nước. Cái tép này một khối các bạn ạ, tép một khối. Nâu quá. Các bạn ạ, bây giờ mình sẽ tìm cái chỗ để quay review cảnh mà mình giật cái bình xuống các bạn. Trơn trượt chưa ạ? Nó trôi. Đấy, mình review các bạn là để tìm mãi cái góc để review các bạn ấy. Nhá. Đấy. À, nhẹ nhàng hết nước rồi. Ok. Đấy, đúng cái tay cũ rồi. Nó cũng đúng cái tay. Tay cũ cũng giống như tay mới. Giống như tay mới thôi. Đấy, vừa vào êm dịu, ôi giời nếu không đổi là tí nữa thì tuột rơi đầu nhá. Vừa vào nào, êm dịu chưa? Đấy thôi, nó ăn rồi, chọc bụng cái cốt bên trong thôi, được không? Đấy. Đây. Đây.
phát qua được. Phát qua thì ngắn rồi. À, phát qua vẫn vừa. Phát qua vẫn vừa, phát qua vẫn vừa. Ta phát qua vẫn vừa. Ta đấu dây điện là xong. Thế là cái con máy này tương đối là nhàn đó bạn ạ. Nó có sẵn rồi, mình không phải khoan được cái gì cả. Nó cũng là Azitone với nhau nè. Nó dễ. Mà phải mua đúng Azitone phải không? Cụ thì ông cụ thích. Đấy. Trước là Azitone rồi, bây giờ vẫn phải là Azitone. À mình quên rồi, mình không cuốn băng ấy rồi. Không cuốn băng cao su lon rồi các bạn. Cao su lon. Quên luôn. Vừa lại cũng cuốn luôn từ đầu thì bây giờ nó nhẹ nhàng, bây giờ cuốn thì nó lại lên cao trước mặt mình, nó hạ xuống thôi mất công. Chỗ này là mình quên, mình lại nhớ phải cuốn nhá các bạn nhá. Cuốn vì cái chỗ này nó là ban một chiều, các bạn phải cuốn. Còn cái bên đỏ này là các bạn cần phải cuốn đâu, bên đỏ nó có răng cao su của cái dây cấp này rồi. Cái dây cấp này nó có cái đôi dây này, nó có răng cao su rồi các bạn nhé. Đây nhá, cuốn thì các bạn lắp cái van một chiều ở đây đúng không? Quên van một chiều là phải cuốn vào cái trắng màu xanh này các bạn nhá. Review hướng dẫn các bạn lắp đặt thì các bạn cố gắng tính nữa đi, là mất công đúng không? Và vài vòng nữa cho nó, các bạn nghĩ là dò dỉ vẫn ra. Mình ghét nhất là nhìn thấy nước dò dỉ các bạn, mình cứ ghét luôn. Nên mình sẽ cuốn thật đẹp luôn, cuốn thật đẫy luôn. Cuốn chiều quán mỗi chiều. Rồi, tìm dù luôn các bạn. Mày mới không khác, không khan mà cũi nó nan thì nó nặng thôi. Đấy, khi các bạn chặt tay nhé, các bạn cảm thấy tay bị chặt rồi thì các bạn cố vặn thêm được một vòng nữa hoặc là nửa vòng nữa. Đấy, nửa vòng nữa như thế này ăn được rồi, hoặc là cố vặn cố được bao nhiêu thì cố, đừng vặn quá nhé, đừng vặn quá là được rồi. Thế thôi, cố như vậy nữa là đấy, khá nhẹ rồi. Em tên là cây búp măng lon, em lớn lên trong vườn cán bộ. Bé ngồi học bài xong rồi bé hát lên cùng vườn xoan, bao nhiêu chú chim ngoan cùng bao nhiêu cá lon ton. Đấy, mình sẽ dùng kim để siết cho nó chặt. Về cái chỗ này là cái răng cao su các bạn ạ, các bạn nên dùng kìm hoặc mỏ lết nhá. Dùng mỏ lết thì các bạn siết cái này cho nó chặt tay. Đấy, để nó nghiến cái răng cao su thì nó không bị ngấm nước. Các bạn phải chú ý là trước khi lắp phải nhìn là trong này là cái răng cao su nó còn không nhé. Nhiều người là lắp là răng cao su nó rớt đất rồi nhưng mà cứ lắp ấy. Là cây búp măng non, em nó lên trong vườn cách mạng, bé ngồi học bài xong rồi bé hát lên cùng vườn, bao nhiêu chú rô ron cùng bao nhiêu cá lon ton. Đấy, các bạn có thể xiết một tí nữa nếu như cảm thấy là lực tay sẽ tới. Đấy, cái này là lực tay thì nó là do cái người thợ thôi nhỉ. Trong hai cái món tay quen thôi, nó lực tay thì các bạn không hiểu được. Mình làm mình biết là bao nhiêu lực tay thì là nó chặt, bao nhiêu lực tay là nó không chặt. Mình làm đến bao giờ mình cũng cuốn dây điện theo tiêu chuẩn các bạn ạ, cuốn như thế này chứ không được cuốn như này. Mình không bao giờ mình cuốn dây điện như thế này luôn. Đấy, cuốn như thế thì chỉ trường hợp nào bắt buộc mà không thể cuốn được như thế này thì mới cuốn như thế thôi. Bởi vì cuốn như thế nó cảm giác nó
không an toàn bằng việc cố như thế này. Facebook mang lon em lớn lên trong vườn cách mạng, bé ngồi học bài xong rồi bé hát lên cùng vườn hoa, bao nhiêu cá rô giòn cùng bao nhiều cá lon ton lon ton. Đấy. Vì như là các bạn đấu dây điện đấy thì là đấu trong trường hợp này thì là hai đầu dây là bằng nhau, tức là hai điểm nối của chúng ta nó gần nhau, nó không được lệch nhau các bạn, nó không được lệch nhau, tức là cái điểm nối của bạn ở đây thì cái điểm nối tiếp theo nó cũng ở bên cạnh luôn, đáng nhẽ nó phải tụt xuống đây, nó tụt xuống đây là đúng nguyên lý, nhưng mà hoặc là tụt lên trên đúng nguyên lý, nhưng mà nó tụt như này thì nó như thế này là nó bị sai nguyên lý, sai nguyên lý thì nó sẽ làm nóng và chập dây. Thì cái việc chúng ta làm ta phải cuốn cái này nhiều hơn một chút, nhưng mà trước đó chúng ta cũng phải xử lý một cái việc nữa để mình cuốn xong mình sẽ bảo với các bạn là bởi vì cái chỗ này nó cho phép ta có diện tích để làm được như thế. Đấy, thì chúng ta sẽ cố gắng làm như thế cũng được, còn đúng nguyên tắc là ta phải đấu lệch cái này ra, cái này ra chứ không thể để nó ấy được. Đấy, đấu lệch ra thì nó mới là chuẩn, chuẩn đấu điện là phải đấu lệch, đấu điện bao giờ phải đấu lệch, nhưng mà đây là mình đã đấu như thế này thì trước đó mình phải có một cái biện pháp cho một cái biện pháp, bởi vì khi mà dòng điện chạy qua nó sẽ tạo ra từ trường đó các bạn, từ trường nó có thể hút và dòng điện kết hợp với từ trường gần nhau nó sẽ có thể đánh lửa, đánh tiền ở điện và gây cháy chập luôn. Thì cho nên là chúng ta sẽ phải có cái biện pháp khi mà hai mối dây ta không được so le, không được so le ấy, thì chúng ta phải có cái biện pháp. Đấy. Đó là các bạn thấy này, đây là cái vỏ của cái dây điện này. Vỏ của cái dây điện nữa mình cắt ra đâu. Đấy, mình cắt ra từ đây này. Đây, thì mình ốp vào đây. Đấy. Mình ốp vào giữa hai cái này. Đấy. Mình ốp vào. Đấy, xong mình cuốn thêm một vòng lính nữa. Đấy, để cho khoảng cách nó luôn. Đấy, được xa nhau, không mà được gần nhau. Đấy. Ốp vào. Thì đây là cái cách mà mình vẫn thường làm, bởi vì cái chỗ này nó chỉ có một cái đường dây này thôi. Và nó cho phép ta có thể làm được cái công việc như thế này. Đấy, các bạn thấy là chúng ta có thể nhét vào đây nhưng mà nó cũng không bao giờ nó bị lóng với nhau, vì nó đã có một cái để bối cho nhau rồi. Đấy, sẽ nhét vào đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, nhưng mà cái đường dây điện này nó lại đang rất là dài và dư thừa. Đấy, đáng nhẽ là mình phải cắt đi từ đầu cơ, nhưng mà thôi, mình không cắt đi mà để đấu đối được nhiều lần thì mình sẽ dừng đến đây. Mình sẽ gọi che giấu như thế này để cho nó tình cảm nhất. Đấy, và cái này chúng ta sẽ bắt một con bít lại đây. Thế là xong. Nó cấp nước chạy thôi. Và rồi. Ok các bạn. Đấy. Thì cái này sau 5 tháng thì nó sẽ bung ra, bởi vì đã chúng ta phải bẻ một cái chỗ này thì nó lép nhét cái này hẳn lên trên này. Nhưng mà như thế này 5 tháng nó sẽ bung ra. Nhưng mà thôi, chúng ta không nên phá của nhà chủ. Chúng ta thích, chúng ta có thể cuốn bằng dây. Đấy, nhưng mà có dây rút thì đẹp, nhưng mà mình lại chắc không biết là còn sót cái sợi nào. Đây là các bạn, quá là tình cảm luôn. Thì dây rút này là dây rút sót lại thôi, nhưng mà nó rất là hữu dụng trong cái lúc mà nó sót lại như thế này. Để cho nó tình cảm nhá. Đấy, bây giờ giật nó không bung được. Đấy. Và nó cách rất là an toàn đâu. Đấy, bây giờ mình phải cấp nước. Các bạn nhớ là cấp nước, các bạn phải xả. Cấp nước nha, các bạn phải xả cho cái này. Nó chảy phi. Nó chảy phi, bao giờ nó đầy. Các bạn cảm giác tiếng ở đây nó đặc tiếng thì các bạn mới được bật bình nhé. Không là đứt dây mai so đấy. Bây giờ mình sẽ đi gọi chủ đi vào.